Xin chào các bạn đã đến với ngày thứ 14 trong chuỗi 30 học trống của Bùi Trung. Và hôm nay chúng ta sẽ tập sang một câu dồn dồn 4 phách để áp dụng vào cái điệu slow show mình đang tập với nhau á trong ngày 12, 13. Thì cái câu dồn này, câu dồn 4 phách, mình bắt đầu dồn phách 1 luôn. Thì cái câu của nó sẽ là, mình nhớ là cái nốt kép mình sẽ đếm là 1, 2, 3, 4 đúng không? Đúng không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đó, đấy là cách đếm nốt kép. Bây giờ câu dồn này của nó sẽ là gì? Mình sẽ phách thứ nhất, mình sẽ bỏ cái 2. Đó, 1, 2 không đánh, 3, 4. Đó, phách thứ nhất. Phách thứ hai, mình sẽ bỏ cái 1 và 3 ở tay ở trên tum cao. Mình chỉ đánh là kích vào 1, 2, bỏ 3, 4. Đó, lại nhá. 1. Đầu phách luôn luôn có kích. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4. Thì là tay phách nhất là 1 2 bỏ 3 4 1 bỏ tay này. 2 3 bỏ 3 4. Đấy. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok. Phách thứ 3, mình sẽ bỏ 1 và bỏ 4. 1, 2, 3, 4. 1 mình nhấp chân mà. 1, 2, 3, 4. Đó, bỏ 4. Cái này là bỏ 2 nhá. Cái này bỏ 1, 3. Đúng không? Cái này bỏ 1, 4. Gì nhỉ? Lại là 1, bỏ 2, 3, 4. 1, 2, bỏ 3, 4. 3 bỏ 4. Ok. Đó, thì phách cuối cùng thì dễ thôi, đó là mình đánh trùng 4 bình thường. 2, 3, 4. Làm lại chậm một lần nữa nhá. 1 bỏ 2 3 4. Các bạn nhớ tay của mình luôn luôn phải trái phải trái. Thì cái phải sẽ luôn là phách 1, phách 3, trái sẽ luôn phách 2, phách 4. À, 1 bỏ 2 thì mới bỏ ra trái. 1 2 3 4 1 2 tay trái, 2 tay trái. 3 bỏ tay trái phải. 4 tay trái. Đấy, sau đó 1 bỏ này. Trái phải đúng không nhỉ? 1 2 3 bỏ 4 mà. 4 tay trái bỏ. Sao đánh? 1 2 3 4. Đấy là cả một câu dồn 4 phách. Mình dồn dồn nhanh cho các bạn xem nhá. Đó, câu nó như thế. Mình phân tích ra chậm như vậy cho mình tập rất là chậm. Mình đếm rất là chậm là 1, bỏ 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đấy là chậm. Sau mình tập quen mình nhanh lên. 1, 2, 3, 4. Sau mình ghép vào cái điệu slow show mọi người học với nhau. 1 và 2. Mình sẽ dồn vào ô thứ 4 nhé. Phách 1, ô thứ 4. Ô thứ nhất này. Ô 2, 2 và 3 và 4. Ô 3, 3 và 2 và 3 và 4 và 1, 2, 3. Đó, mình làm lại lần nữa nhé. 好，我们下回再见，各位，在视频的接下来。